đầy là lưới của Đặng Văn Lâm đã tung lên. Có lỗi rồi. Trọng tài người Nhật Bản Ida Junpei đã quan sát và bắt lỗi cầu thủ Thái Lan. Như một lần nữa, tình huống vô định lại khiến cho khung thành của thủ môn Đặng Văn Lâm chao đảo. Đây là pha bóng 2 trong 1 mà người ta có thể thấy ở các cầu thủ chạy cánh có khả năng xử lý bóng xoáy. Bóng thường hướng tới phía cột xa và nó luôn khiến cho các thủ môn ở một tình thế cực kỳ khó xử. Đặng Văn Lâm trong tình huống này cũng vậy. Rất may là trong pha tranh chấm trước đó, một cầu thủ của đội tuyển Thái Lan mà cụ thể là trung vệ Addison đã phạm lỗi. Có thể nói các trọng tài Nhật Bản luôn là những búa đen rất tin cậy ở những trận đấu đỉnh cao tại Đông Nam Á. Phút tài người đầu tiên năm 96, trọng tài chính điều khiển trận chung kết là một người Nhật Bản, ông Yoshimi Ogawa. Tôi nghĩ rằng cho đến lúc này thì việc thử nghiệm tuần này như thế là đủ. Tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam cần phải được củng cố. Thiraton. Cầu thủ Việt Nam đang phải chịu sức ép rất mạnh. Vẫn là Thiraton.